Minh Nguyễn Miệt Vườn xin kính chào quý bà con đam mê trồng dừa. Thì hôm nay đến với chương trình nội dung video clip hôm nay thì Minh Nguyễn xin chia sẻ cho bà con nông dân những cái kỹ thuật chăm sóc cây dừa. Thì trong phiên live này mình sẽ chia sẻ chi tiết những cái vấn đề mà bên trồng trọt bên cây dừa. Nếu bà con nào có thắc mắc những cái vấn đề gì cứ comment về cho Minh Nguyễn. Minh Nguyễn sẽ chia sẻ và báo giá từng loại thuốc cho quý bà con nông dân để cho bà con nông dân có một cái vườn dừa thật là nhiều trái nha bà con. Đó, thì bà con xem live thì ghé lại cái phiên live này thì mình có rất là nhiều cái câu chuyện để chia sẻ cho bà con cái bí quyết bón phân gì trong cái mùa mưa này cho nó đạt hiệu quả cao và cái cách chăm sóc làm sao cho cây dừa nó không rụng bông, không rụng trái non. Ha, và đặc biệt là cái dừa nó không bị nứt trái nha bà con. Thì cái mùa mưa này cái dừa chúng ta nó hay bị nổ trái là cái thứ nhất nè, rồi cái bông nó ra nó rụng còn cái chà không và nó thối trái, nó ra ngón cỡ bự hơn ngón cẳng cái mình là tự nhiên nó rụng xuống đó. Thì cái nội dung phiên live này thì mình sẽ nói chi tiết những cái vấn đề cập nhật cho bà con chăm sóc cái vườn dừa vào cái mùa mưa này. Thì những bà con nào cứ comment về cho Minh Nguyễn để Minh Nguyễn chia sẻ cho bà con kỹ hơn những cái vấn đề mà bên cây dừa nha. Rồi, thì cái mùa mưa này những bà con có rất là nhiều bà con nói là nên bón phân gì vào cái giai đoạn đầu mùa giữa mùa mưa này cho nó hợp lý nha. Thì có rất là nhiều anh em cô chú cũng áp dụng theo cái kinh nghiệm cổ truyền hồi xưa là trồng cây dừa. Nhất là cái dừa ta bón phân theo cái quý là cái năm á, là nhiều bà con bón là 6 tháng bón một lần. Là cái vấn đề đó là cái sai lầm nha bà con nông dân. Cái dừa nào nó cũng cho trái đều hết, nhưng mà quan trọng là chúng ta bón phân đúng quy trình kỹ thuật thì cái dừa chúng ta sẽ trái rất là nhiều, nó không có bị bỏ cổ. Còn đặc biệt cái dừa ta đó, dừa ta mà bà con nông dân bón phân mà cứ theo cái quy trình là 6 tháng bón lần thì nó sẽ không đủ dinh dưỡng để nuôi cái thân đó. Rồi cái trái nó sẽ tự nhiên nó ra một cái lón, rồi tự nhiên nó buông luôn, lớp trên nó không còn trái nữa đó. Thì cái vấn đề phân rất là quan trọng ha. Thì ở đây là Minh Nguyễn chia sẻ cho bà con nông dân. Thì mình trồng ở đây là mình trồng dừa Mã Lai, trồng dừa Mã Lai đến bầu dừa xiêm lùng đó bà con. Đó, thì mình áp dụng cái cách của mình là như sau. Thì phân thì cứ nửa tháng xin lỗi là 3 tuần Minh Nguyễn bón một lần. Thì một lần cái lượng phân không cần nhiều, một lượng phân là khoảng 300 đến 350 gram. Thì ở đây là mình sử dụng cái phân NPK. Đó, cái phân NPK nó là nó cái chất là đa trong vi lượng hết, nó đầy đủ những hoạt chất trong đó rồi. Thì cái mùa mưa này nè, bà con bón những cái loại phân mà nó có hàm lượng tan càng chậm càng tốt, chứ nó có những cái hoạt chất là kali á. Và nếu bà con dừa bị nổ quá thì kèm thêm kali và canxi vô. Thì trong một cái bao 20-25 nó đã có là lân đạm kali. Nhưng mà cái mùa mưa này mình phải tăng cường thêm kali vô thì cái dừa chúng ta nó giảm nước trái rất là nhiều. Đó. Thì cái đợt rồi á là Minh Nguyễn cũng mới ra cái phiên live, mới ra cái video đó, vlog á, Minh Nguyễn có chia sẻ cho bà con nông dân là cái cách bón phân trên cái vườn dừa mình. Thì cái dừa mình nó đạt trái rất là nhiều, hiện giờ nó đang rất là nhiều trái chứ không có bị rụng trái non nhiều. Thì mình áp dụng theo cái công thức đó, cứ 3 tuần mình bón một lần, bón đều hết thì cái dừa mình nó cân bằng dinh dưỡng thì nó không có bị hiện tượng mà nó bị nổ trái nứt trái nha. Đó. Thì bón phân bà con nếu mà cái liếp dừa bà con nông dân á, thì nó nhỏ quá thì nó chỉ nhiều khi bà con sẽ mà liếp chiếc á. Cái liếp chiếc nó chỉ có là nhiều khi 2-3 mét thì bà con bón đó thì mưa sẽ trôi xuống hết. Đó, mà tùy cơ ứng biến nha. Nếu cái liếp nhỏ quá thì bà con có thể là pha tưới hoặc là cuốc lỗ. Mà cuốc lỗ thì cái đó nó không khả quan lắm. Tại mình nói sao, mình cuốc lỗ thì nó lâu hấp thụ được hột phân lắm, nó không có bốc hơi như nhiều nhưng mà nó ít cho nó cái hột phân nó không có tan được, nó nằm dưới đó. Chứ hai nữa cái rễ nó không có hấp thụ đều, có chỗ ăn được chỗ ăn không. Cho nên cái vấn đề mà phân thì tốt nhất nếu mà cái clip mà bà con clip đôi, clip mà 7-8 mét, 6-7 mét lên thì bà con rải toàn bộ trên mặt clip cho mình. Và cái quy trình rải phân thì bà con nông dân đừng có rải sát cho cái gốc dừa quá.
mình rải sát vô gốc như vậy nó sẽ nóng cái dừa, nóng cái rễ dừa nó cháy cái rễ cám để non hết đó. Bà con chia đều ra mà bà rải ra thì cái tàn nói chung cái dừa tùy theo mức độ cây. Cái dừa nếu mà dừa bà con đã tầm mà có trái rồi thì cái tàn lá tới đâu á thì bà con bón cái phân tới đó thì nó đâu có bị mất hơi mất phân đâu mà sợ, tại cái rễ nó ra rất là nhiều đó, chứ không nhất thiết phải bón sát vô gốc nha bà con nông dân. Đó, mình chia sẻ cho nông dân những cái vấn đề mà cái cây dừa mình bón phân cho đúng đó. Thì mà cái thời tiết vừa qua cái dừa mà nó bị rung bông quá trời, bà con xịt tất cả rất là nhiều loại thuốc đó. Như Minh Nguyễn ở đây cũng có là nhiều loại thuốc để chuyên bên cây dừa đó, như là boron nè, boron B cộng. Boron B cộng là cái chai như vậy, thì mình sẽ phân tích và chia sẻ cho bà con nông dân những cái loại đây nè. Đây là cái chai boron B cộng nè. Cái chai này nó có cái hàm lượng là nó tăng cái thụ phấn vào cái mùa mưa nè, dưỡng bông, kéo bông, chống rụng, tăng khả năng thụ phấn, dai cuống, giảm nứt trái ha, nứt thân, và đặc biệt là nó trị được cái thối trái đó, tăng sức sống cho cái hạt phấn, là có nghĩa là nó tăng cái độ mà tăng chất đậu trái cho cây dừa, rất hiệu quả. Mình đã xài cái loại này là mình xài chuyên dùng bên cây dừa của mình. Thì cái chai này là cái thể tích là 500ml, là có nửa lít thuốc á, và con phun là nửa lít, và phun là khoảng nếu mà bình 25 á, bà con pha khoảng 70cc cho bình 25 lít thì cái này là nó cũng tương đương với là 7 hoặc 8 bình đó. Thì ngoài ra mình sẽ kết hợp đi những loại thuốc như là rong biển hữu cơ ha. Đó, rong biển hữu cơ thì một cái chai đó nó thể tích nó là 1 lít. Một lít bón cho một lít phun được 400 lít nước ha, bò là cho nó là trị sốc nhiệt đó. Như cái video mình cũng mới đăng đây cũng cách đây cũng một ngày rồi mình mới cho nó xuất ra, thì mình cũng sử dụng những cái loại như là humic, như loại là rong biển nè, boron ha, rồi lớn trái dừa chín chín đó, rồi cái bộ ba đó mình kết hợp vô với là cái chai con ếch xanh đó, bà con kết hợp vô cho Minh Nguyễn thì cái dừa nó sẽ cân bằng lại, nó đậu trái rất là nhiều ha. Thì hôm nay cái nội dung này thì Minh Nguyễn sẽ chia sẻ đó là những cái kinh nghiệm thực tế đó. Bà con có xem cái kênh vlog mình quay là cái vườn dừa của mình chăm sóc rất là tỉ mỉ cái vấn đề cái dừa mà nó bị rụng trái non đó, thì phun cách phun á, là bà con phun định kỳ, đừng có để lâu quá, cứ từ 10 đến 15 ngày bà con phun cho mình một lần đó. Thì ở đây là mình chia sẻ cho bà con trên cái phương live, mình chia sẻ rất là kỹ. Thì cái bình 25 lít á, của mình á, thì mình phun là được 18, 19 cây dừa thôi. Đó, bà con phân ra bà con phun. Chứ đừng có phun mà ít quá thì nó cũng không có đủ thuốc. Đó, và cái cách phun á, thì không cần phun mà cho nó ra ngoài hết chi cho nó uổng thuốc. Chứ trên cái đọt non bà con phun vô, phun trên đọt non rồi vòng vòng cái bông. Đó, thì nó thấm mà phun ở trên đọt xuống, nó hấp thụ ở dưới, nó sẽ thấm xuống từ từ. Đó, cho nên cây dừa chúng ta nó hấp thụ được, tức là phân bón lá mà bà con phun thuốc nhiều khi sơ ý một cái không có phun trên lá, chứ phun bông không à thì ra nó cũng thất bại nha nông dân. Cho nên cái vấn đề mà phân thuốc á, thì bà con kỹ giùm mình cái. Và một cái tuyệt chiêu nữa, khi bà con phun thuốc á, lưu ý một cái, có những cái loại thuốc nó kết tủa, nó cái độ bám cao, bà con sơ ý bà con đổ vô cái bình ha, mà con mà đổ vô trực tiếp vô cái bình thì nó sai lầm một cái đó. Cho nên mà con muốn phun thuốc cho nó hiệu quả thì nói chung mình cũng là nghề mình chia sẻ nghề với nhau. Bà con đổ trong cái thùng B hoặc là cái thùng dồi của mình, bà con quậy đều hết lên hết trước đi. Đó, quậy đều những cái loại thuốc bỏ vô trong dồi, bà con lấy cây bà con quậy lên cái cho nó đều hết. Rồi, trong khi cái thùng thuốc đó bà con nông dân nhớ là đổ với tỷ làm khoảng chừng 10% trong đó. Có nước trong cái chân lên khoảng khúc đó, đặng chi mình đổ thuốc xuống nó không có lắng ở dưới, đúng không? Đó, nó không có lắng mà nó nằm đều. Bà con đổ xuống là tự nhiên nước nó hòa tan, thuốc hòa tan luôn. Đó, thì cái con bét bơm hơi nó sẽ trộn thuốc trong đó, nó đều. Chứ còn bà con nhiều khi sơ ý đổ thuốc xuống rồi bắt đầu mới đổ nước lên, có những cái hoạt chất nó không có tan được. Nó kết tủa ở dưới đáy á, cho nên nó không hiệu quả. Đó là một cái tuyệt chiêu chia sẻ cho bà con nông dân phun. Thì phun thuốc á, thì nói chung là
Thứ nhất là sáng sớm, hai là chiều mát. Chiều khoảng lối chừng 3-4 giờ là bà con đã phun được rồi. Còn sáng thì phun từ thì 7 giờ để uống cà phê xong rồi là phun là được rồi, phun tới 9-10 giờ. Đó, còn cái giờ 11, 2 giờ trưa, giờ cao điểm mình cũng phun chi. Đó, cho nên mình chia sẻ cho quý bà con nông dân cái vấn đề đó để bà con có cái cách thức để bà con phun thuốc. Thì những cái loại thuốc mà Minh Nguyễn có chia sẻ ở đây là những cái loại như là boron B cộng nè. Hen, một bộ ba để chia để giúp cây dừa mình nó đậu trái tối đa. Thì ở đây mình chia sẻ cho bà con luôn. Đây. À, mình có để trên đây nha. Ở đây là cái chai rong biển, đắc mình quên rồi. Một cái chai rong biển, à, rong biển hữu cơ, cái chai rong biển hữu cơ thì lát mình ghim lên trên màn hình cho bà con thấy. Cái chai đó làm thể tích nó làm 1 lít phun được là 400 lít nước. À, tương đương 14-15 bình 25 lít cho bà con. Đó, còn kết hợp vô với cái chai lớn trái dừa 99. À, lớn trái dừa 99 thì mình có ghim ở trên đây chắc bà con không thấy. Nè, lớn trái dừa 99 là chai này. Đó. Cái giai đoạn này bà con nên xài cái loại lớn trái dừa 99 này, nó có công dụng rất là thần kỳ, có nghĩa là nó bung được cái lưỡi mèo. Nó phát triển rất là mạnh, thấy không? Nó cái lưỡi mèo nó to, nó khỏe thì cái trái con, trái non nó nhiều. Và đặc biệt là những cái trái dừa mà nông dân mà mới cây dừa, bà con nông dân mới có những cái năm đầu á, cái trái nó chưa có định hình lắm. Bà con đừng có xài những hoạt chất mà mạnh lắm. Ở đây mình có thằng ABO, ABOK. ABOK thì cái giai đoạn này mà dừa mà tơ đó bà con xài không được nha. À, giai đoạn mà dừa tơ là bà con xài nó thất bại liền. Tại vì nếu mà dừa tơ bà con sẽ, nó chưa có định hình trái dừa, bà con xài nó vô nó sẽ bị tét trái nha. Đó, cho nên quý bà con nông dân phun thuốc thì cũng nên mà biết cái loại thuốc nào phù hợp rồi bà con xài. Đó. Thì cái vấn đề mà hôm nay Minh Nguyễn chia sẻ cho bà con nông dân những cái kinh nghiệm, cái bí quyết, thì trong cái vlog á thì mình cũng có nói sơ khởi. Nhưng mà hôm nay cái phiên live này mình cũng có nói rõ cho bà con hơn. Thì bà con nào thắc mắc cái gì cứ comment về, mình sẽ trả lời cho quý bà con nông dân những cái vấn đề mà bà con muốn hỏi trong phiên live này. Đó, mình sẽ tạo điều kiện để mình cùng bà con nông dân phát triển được cái vườn dừa mà. Đó. Rồi nè, bà con nông dân có hỏi gì không? Mình sẽ chia sẻ cho bà con nông dân nè. Bây giờ tới cái câu hỏi, những cái câu hỏi của quý bà con nông dân. Đó, đó mình sẽ tạo điều kiện để mình cùng bà con nông dân phát triển được cái vườn dừa mà. Đó. Và trong cái phiên live này bà con nông dân có hỏi gì không? Mình sẽ chia sẻ cho bà con nông dân nè. Trong cái phiên live này thì mình sẽ báo giá từng cái loại thuốc. Bây giờ tới cái câu hỏi, những cái câu hỏi của quý bà con nông dân. À, mình sẽ báo giá cho bà con từng cái loại thuốc luôn. Để mình cùng bà con nông dân từng cái loại thuốc luôn cho bà con nắm được cái giá cả rồi bà con có quyết định mua hay không. Đó, thì mình sẽ chăm sóc cây dừa. Đó, bà con cứ nhập bình là comment vô đi, bà con nông dân mình sẽ chia sẻ cho bà con. Thì cái dừa, cái quy trình cây dừa chăm sóc nó nói chung là mình phải bây giờ mình phải đầu tư vô, chứ kiểu như mình bỏ mình không có chăm sóc, mình không có vô phân bón phân thường thì cây dừa nó không có trái nhiều ha. Đó, cái dừa đó mà nó bị mất sức, kiệt sức rồi nó rất là lâu nó mới có trái là được, cho nên chúng ta phải vô phân điều đó. Cái phân thì phù hợp nhất, cái phân mà vừa làm cho dừa cái giai đoạn này và giai đoạn mùa mưa này thì bà con nên xài cái phân 20-20-15 của thằng đầu trâu. Nếu mà có đầu trâu thì càng tốt, không có đầu trâu thì mình loại xài những thứ khác, nhưng mà nó hàm lượng 20-20-15 nó cân bằng cái dinh dưỡng hơn. Thì khi bà con xài cái loại mà 30-10-10 á thì những hoạt chất đó nó sẽ tăng nhanh, nó hay bị nổ trái, nứt trái. Và đặc biệt cái dừa mà nói chung cái dừa Malai thì nó phân ra hai loại nha bà con. Nó có một loại đít chu và đít bầu. Cái đít chu bà con xài phân cũng vô tư lắm, không sao hết. Nó ít tét lắm, nó hy hữu lắm, nó bị tét thôi. Nếu mà có xài mà Malai đít chu á thì bà con xài 30-10 nó đẹp lắm. Nó trái nó, cái độ trái nó to, nó bóng.
Còn mà bà con xài mà mã lai đít bầu á, thì bà con xài thằng đít chu là 30-10 là nó bứt hết đáo luôn, mùa mưa này toàn bộ bị hết. Thứ hai nữa là cái xài cái thằng đít chu á, là cái bẹ nó nhặt lắm, đúng không? Cái tàu lá bẹ nó rất là khít, cho nên cái cây nó không có giọt, lâu giọt. Còn mà cái dừa mà đít bầu á, là bà con xài tại cái bẹ nó thưa, bà con xài 30-10 lượng đạm cao quá thì cái tuổi thọ cây dừa nó giọt rất là lẹ. Cho nên Minh Nguyễn cũng khuyên bà con nông dân là xài những hàm lượng mà nó cân bằng, có nghĩa là 20-25 là ok. Đó, mình xài cái dừa mình 7 năm mà nó rất là lùng. Đó, mình mới chia sẻ lên mấy giờ trước đó, bà con đánh vô Minh Nguyễn Miệt Vườn thì mình mới quay lên cái vlog đó. Đó là cái vườn dừa của mình quay trực tiếp cho bà con thấy. Đó, còn ở đây là mình ngồi mình like để có bà con nào mà nông dân có thắc mắc về những cái vấn đề trồng dừa hay bị cái vấn đề gì thì nói chung mình hiểu biết bao nhiêu, mình chia sẻ bà con bao nhiêu, chứ mình không phải là mua rìu qua mất thợ. Nói chung nông dân mà, để mình có kinh nghiệm để mình học hỏi nhau. Đó, cũng như là cái phiên live này mình cũng để trò chuyện cho bà con, nó giúp bà con nông dân có được cái kiến thức hay, và mình cũng muốn được cái sự đóng góp của bà con nông dân để cho mình có cái vườn dừa tốt hơn. Thì cái cây dừa bây giờ nó phổ biến lắm nha, rất là nhiều người trồng đó, rất là nhiều bà con trồng hàng trăm hàng ngàn hecta trên cả nước. Bây giờ những bà con ở ngoài miền Bắc cũng được trồng, có trồng dừa luôn. Nhưng mà mình cũng nói luôn, chào Tường, là Tường Lam ha, cái bao humic này là món bao này nó bao đó là cái bao 10 kg mà nó giá đó là 555.000 555k, mình bao phí ship cho Tường Lam luôn tới chỗ. Nếu mà bây giờ cái dừa mà Tường Lam cái giai đoạn này nó bị tớp đọt, teo đọt đúng không, sử dụng cho mình cái công thức như vậy nè, là Tường Lam bón trộn 10 kg, cái bao đó là bao 10 kg, trộn với 20-20-15 nửa bao là 25 kg, hai cái trộn đều nhau hết thì nó là 35 kg. Thì Tường Lam bón vô cho mình một gốc là 350g, tổng thể là như đó mình bón được 100 gốc dừa. Đó. Làm như vậy một hai đợt bảo đảm cái dừa nó sẽ nở đọt, nó sung ra, nó bung cái bộ rễ rất là mạnh, nó trái rất là nhiều. Nó như mà mình quay vlog đó, Tường Lam chắc cũng có xem kênh của mình bên quay vlog rồi. Cái kinh nghiệm mình chia sẻ rất là rộng rãi. Có rất là nhiều bà con không biết tìm mua cái thuốc phân và không biết cái giá cả nhiêu, thì cái trên phiên live này bà con cứ nán lại, và những bà con lướt lướt xem phiên live thì thấy Minh Nguyễn thì cứ mạnh dạn vào live để xem. Thì mình bao Minh Nguyễn, bà con cần những loại thuốc gì, cần những kỹ thuật gì, Minh Nguyễn chia sẻ hết cho bà con nông dân để cho bà con an tâm mà chăm sóc cái vườn dừa của mình đạt thật là nhiều trái. Và đặc biệt cái mùa này bà con nên chăm sóc kỹ, cái mùa này nó hay bị thối đọt dừa, rất là nguy hiểm cho cây dừa chúng ta bị thối đọt đó. Cái cây dừa mà nó thối đọt là cái biểu hiện của nó là bà con thấy là nó tưởng tượng như là nó chích nguội vậy đó. Đó, làm như chuyện chích nguội vậy. Dụng cụ combo bên anh mà em đang đúng rồi, cảm ơn Tường Lam hen. Thì Tường Lam cứ sử dụng cái combo bên anh thì bảo đảm cái dừa Tường Lam sẽ rất là ok. Tại trong thời gian qua mình cũng chia sẻ rất là nhiều bà con ở trên cả nước luôn. Tại mình chuyên môn chăm sóc cây dừa thì mình hiểu biết những cái gì bên cây dừa thì mình chia sẻ. Đó. Thì nếu trên phiên live này bà con thấy kết bạn Zalo thì nói chung bà con không cần mình đồng ý. Thì nói chung cái Zalo của mình là không có chặn người lạ, bà con cứ điện thoải mái. Chứ nhiều khi có những bà con nói tôi kết bạn rồi mà tôi không thấy ông đồng ý, tôi không dám điện. Đó, tôi không có điện. Đó, cho nên bà con khuyên bà con cao là bà con cứ kết bạn Zalo với cái số này. Thì bà con cứ điện thoải mái cho mình. Tại lúc nào cái máy mình cũng không có chặn người lạ. Thì bà con điện hoặc là hỏi cái giá thuốc mình cũng chia sẻ cho bà con hết. Đó, mình cứ giao cho bà con trên toàn quốc luôn. Mình chia sẻ không chia sẻ thôi, thì cái kỹ thuật mình đã chia sẻ bà con từng ly từng tí là những cái kinh nghiệm bón phân, xịt thuốc làm sao cho nó hiệu quả. Đó, thì bây giờ mình chia sẻ luôn cho những cái loại thuốc nào, thuốc chuyên dùng bên cây dừa để cho đúng mà đúng người đúng thuốc thì bà con xài mới hiệu quả. Chứ bây giờ bà con trên thị trường nói chung nói là không phải, chứ bán rất là nhiều loại thuốc.
bây giờ sạch trên Lazada hay là những cái trang mạng khác rất là nhiều. Rất là nhiều trang trang cá nhân trang mạng có bán những loại thuốc xịt dừa. Nhưng mà thì cái đó mình không biết trước được. Xã hội mà thì mình không nói ra nó quánh bản quyền mình thì bà con biết rồi đó. Mình là nông dân. Đó, mình là nông dân chứ không phải là kỹ sư gì hết, nhưng mà mình hiểu biết cây dừa, mình chia sẻ với cây dừa. Đó. Thì Tường Lam bây giờ đang sử dụng loại combo là có phun hay là Tường Lam có xài Humic chưa? Thì Tường Lam áp dụng thì nếu mình lấy bộ sản phẩm là 2 bao Humic đó về sử dụng cho cây dừa mình đi thì nó rất là đẹp đó. Nhớ lưu ý bà con cái mùa này là cái mùa của cao điểm của cái bằng thối độc dừa. Nếu chúng ta mà không có phòng trị nó thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là cây dừa nó bị chết, thối độc, chết nguội. Nhiều khi tưởng là có con đuông nó ăn, mà thực tế con đuông nó ăn là nó thấy cái đọt nó rụm xuống là vài bữa sau là tả tất cả các tèo, cái tàu nó sụi xuống hết. Còn cái thối đọt nó thối từ từ, thối cái đọt nó thối ra mà rút lên nó thối nhũng rồi. Đó, cho nên lưu ý nha bà con. Thì cứ sử dụng cho cây cho mình là nếu mà bà con bị thối đọt á, thì lấy cái bộ sản phẩm này nè. Đây, bộ sản phẩm này là cũng là bên trị đặc trị thối đọt dừa, nó trị thối nhũng rồi nè. Đó, sạch nấm khuẩn nè. Đó. Thấy không? Bộ sản phẩm là đó. Này cái wifi nó yếu quá cho nên cái màn hình nó hơi mờ nha bà con. Cảm giác nó yếu, chứ thường thường nó sáng lắm, nên nó mờ quá mờ. Tại lý do cái wifi nó không có phân giải, nó độ ấy nổi. Nói chung là mình sắp xếp thời gian nào mình rảnh thì mình cũng chia sẻ cho bà con nông dân những cái kinh nghiệm trồng dừa. Thì nếu bà con xem live thì cứ truyền nhau. Thì những cái giờ live của mình là cái khung giờ từ 6 giờ 45 tới 7 giờ rưỡi là mình ngưng live, thì mình sẽ qua bên cái kênh, bên cái nền tảng khác. Đó, mình live để cùng mình quảng bá cho bà con cái kinh nghiệm để chăm sóc cây dừa. Đó. Cái mùa này nói chung bà con tập trung chăm sóc nó thì cái mùa nắng chúng ta hốt bạc trở lại. Chứ còn cái mùa này mà nó không có đậu trái thì mùa nắng cũng như là công khóc luôn. Đó. Cái mùa nắng là cái mùa lụm tiền đó, quan trọng nhất, mà cái mùa nắng chúng ta không có sử dụng, không có mà trái là bán là thua. À, cho nên Minh Nguyễn cũng chia sẻ cho bà con nông dân cái vấn đề bên trồng trọt cây dừa ha. Rồi thôi bây giờ nói chung mình like bên YouTube Phạm Duy rất là vắng. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt Tường Lam ha. Tường Lam có qua bên TikTok đâu không? Hay là qua bản lướt lướt chơi. Mình có sẽ la bên kia. Nếu có qua thì cho mình theo dõi được ha. Rồi. Thì bây giờ Minh Nguyễn cũng chào bà con nông dân nha. Chúc bà con áp dụng thành công theo những cái kinh nghiệm mình chia sẻ trên phương live rồi vừa rồi nha bà con. Thôi, Minh Nguyễn chào bà con.